Thưa quý vị, mùa xuân là mùa dương khí đang lên, mọi vật đều phát khởi ý chí thăng tiến. Nhưng lúc vào xuân Nhâm Thìn, năm con rồng, xin được kể câu chuyện Cá chép vượt vũ môn hóa rồng, tác giả Lê Minh Hưng. Cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Cá chép, hay còn gọi là cá lý ngư, là biểu tượng cho sự kiên trì, bền chí. Trong truyền thuyết, có câu chuyện cá chép hóa rồng. Vì thế, cá chép thường được coi như rồng, một con vật linh thiêng cao quý. Cả bầy cá chép, con nào cũng muốn vượt qua cửa rồng. Bởi chúng biết hãy vượt được qua cửa rồng, thì chúng sẽ từ những con cá chép tầm thường, trở thành những con rồng siêu phàm thoát tục. Khốn nổi, cửa rồng cao quá, cả bầy cá chép con nào con nấy mệt đứt cả hơi, va vấp đến nỗi thâm tím cả mặt mày, mà chẳng con nào nhảy qua được. Bầy cá xúm lại xin với Long Vương, để Long Vương hạ cửa rồng thấp xuống một chút. Long Vương không bằng lòng, cả bầy cá chép bảo nhau quỳ một trước mặt Long Vương, không đứng dậy nữa. Chúng quỳ luôn ở đấy 9981 ngày. Cuối cùng Long Vương cũng mũi lòng và đáp ứng yêu cầu của bầy cá. Thế là cá lớn cá bé nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa rồng và vui mừng hễ hả vì cả bọn đều biến thành rồng. Không lâu sau, những con cá chép được hóa rồng ấy bây giờ mới phát hiện ra một điều là tất cả cá chép đều hóa rồng, cũng chẳng có gì khác so với lúc tất cả đều chưa phải là rồng. Thế là cả bầy cá lại đi tìm Long Vương, nói lên điều ngờ vực khó nghĩ trong lòng. Long Vương cười và bảo: cửa rộng chính thức thì không thể hạ thấp được. Nếu các ngươi muốn có cảm giác thực sự của con cá chép được quá rộng, thì hãy đi mà nhảy qua cái cửa rộng không hạ bớt chiều cao kia mới được. Câu chuyện nói về việc muốn đạt được sự thay đổi thực sự, như từ loài cá chép hóa thành rồng, từ nhà tranh vách lá thành nhà lầu, từ khó khăn đến thành đạt, sự nghiệp, tất cả đều cần có sự thay đổi vượt bậc nào đó, thậm chí phải có sự hy sinh, đánh đổi, mất mát. Khi không đủ khả năng để vượt qua ngưỡng giới hạn nào đó, thì sự thay đổi về lượng thành chất chỉ là ngộ nhận. Không cứ ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức là thành đạt, cưỡi ô tô đắt tiền, tiền xài như nước là doanh nghiệp thành công. Đảo người lấy thấp bù cao, cao cho đến lộn tụng nhau chứ yên. Đảo trời bù dưới bớt trên, cân bằng sinh thái, không thêm